Các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục phản đối án tử hình. Hai giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp can thiệp để liên bang ngưng thi hành án tử hình. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Cokley của Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban giám mục về công lý và phát triển con người, và Đức Tổng giám mục Joseph Norman, Chủ tịch Ủy ban giám mục về các hoạt động phò sự sống ở Hoa Kỳ cho biết, trong 60 năm qua, chỉ có 4 vụ hành quyết liên bang, nhưng từ tháng 7 năm nay đã có 5 vụ, nhiều hơn trong bất kỳ năm nào của thế kỷ trước, và hướng đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp, hai vị giám mục nói, như thế là đủ rồi, xin hãy dừng lại các vụ hành quyết. Với tư cách là giáo hội, các tổng giám mục khẳng định chúng ta phải giúp đỡ cách cụ thể cho các nạn nhân của bạo lực và chúng ta phải khuyến khích việc phục hồi những người đã có hành vi bạo lực. Các vị nói thêm, trách nhiệm và hình phạt hợp pháp là một phần của quá trình phục hồi này, nhưng để việc phục hồi phạm nhân thực sự diễn ra thì việc thi hành án tử hình phải được dừng lại. Đó là điều vô ích và không thể chấp nhận được. Cả hai tổng giám mục nhắc lại lời kêu gọi chống án tử hình của Đức Thánh Cha Francisco và hai vị giáo hoàng tiền nhiệm. Gần đây nhất, năm 2018, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn sửa đổi điều số 2267 trong sách giáo lý Công giáo, khẳng định án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì làm thương tổn đặc tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người. Và giáo hội mạnh mẽ dấn thân để án tử hình được bãi bỏ ở mọi nơi trên thế giới. Hôm thứ Ba, chính phủ liên bang đã cho thi hành án tử William Emmett LeCroy, người bị kết tội hãm hiếp và giết một y tá 30 tuổi ở Georgia cách đây 19 năm. Người này bị kết án tử hình vào năm 2004. Và thứ Năm, Christopher Vianva cũng bị xử tử vì đã bắn chết một người đàn ông ở Texas vào năm 1999 khi anh còn là một thiếu niên. Mẹ Christopher Vianva đã kháng án lên Tổng thống Donald Trump.